Ngày 4 tháng 6, ban chỉ đạo triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế có liên quan đến chức vụ. Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức phiên họp chuẩn bị cho việc tổ chức hội nghị này. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trưởng ban dự và chỉ đạo. Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, vụ trưởng vụ 5 Viện kiểm sát nhân dân tối cao, phó trưởng ban chỉ đạo đã trình bày những nội dung cơ bản của kế hoạch số 51 ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về tổ chức hội nghị tập huấn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án tham nhũng, chức vụ và kinh tế có liên quan đến chức vụ. Theo đó, ban chỉ đạo đã thành lập 3 đoàn khảo sát tình hình kết quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế có liên quan đến chức vụ trực tiếp khảo sát tại một số tỉnh, thành phố trung ương trên cơ sở đó, phân công các đơn vị liên quan xây dựng các chuyên đề nghiệp vụ để trình bày tại hội nghị. Với mục tiêu là nơi trao đổi, tập huấn kinh nghiệm, kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, chức vụ và kinh tế có liên quan tới chức vụ, hội nghị sẽ tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc, đánh giá đúng tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành trong khâu công tác này. Từ đó rút ra những kinh nghiệm giúp nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử, kiểm sát điều tra các vụ án liên quan tới tham nhũng, chức vụ án kinh tế liên quan tới chức vụ. Kết quả của hội nghị sẽ được tổng hợp, biên soạn thành bộ tài liệu hướng dẫn về kinh nghiệm, kỹ năng giải quyết các vụ án liên quan tới tham nhũng, chức vụ và kinh tế có liên quan tới chức vụ để hướng dẫn thực hiện trong toàn ngành. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trưởng ban chỉ đạo cho rằng đây là hội nghị quan trọng đi sâu vào vấn đề nóng bỏng được xã hội cũng như các cơ quan ban ngành hết sức quan tâm, là cơ hội giúp cho chúng ta nhìn nhận lại kết quả thực hiện công tác này, từ đó rút ra những kinh nghiệm giúp thực hiện công việc ngày càng tốt hơn. Đồng chí phó viện trưởng nêu rõ, cuộc chiến phòng chống tham nhũng là cuộc chiến lâu dài, vì vậy, từ những kết quả đạt được, sau hội nghị cần tiếp tục tổ chức đào tạo chuyên sâu cho cán bộ trong toàn ngành nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án liên quan tới tham nhũng, chức vụ, án kinh tế liên quan tới chức vụ. Đồng chí Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Trưởng ban chỉ đạo yêu cầu ban chỉ đạo và tổ giúp việc cần phải lựa chọn các đại biểu xuất sắc, những người có kinh nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực này để tham luận, mời các chuyên gia nước ngoài để trao đổi những kinh nghiệm trong việc giải quyết các vụ án tham nhũng, chức vụ kinh tế liên quan tới chức vụ có yếu tố nước ngoài.